Đấu La Đại Lục phần 2 tập 209, Phong Hào Đấu La Tào Thiết Huyền Lão phần 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Có điều hắn cảm nhận được tinh thần hải của mình đang bị tinh thần lực của người kia xâm nhập. Thế giới tinh thần quán liền là dậy sóng cuộn cuộn, nhất là sinh linh châu của sinh linh thủ vong. Nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tinh thần lực của Lãnh Nhai vừa tiếp xúc với tinh thần hải của Vũ Hạo thì là trên trán của Vũ Hạo bỗng nhiên xuất hiện ra một tia sáng màu xanh lục. Ngay sau đó thì tinh thần lực của Lãnh Nhai bị bắn ngược trở về. Hả? Lúc này Lãnh Nhai thật sự là kinh hãi rồi. Tuy hắn sợ Vũ Hạo bị thương nên đã giảm bớt lượng tinh thần lực, nhưng với lượng tinh thần lực đó, Vũ Hạo hoàn toàn là không có khả năng đỡ được. Tại sao thế? Không lẽ vốn bản thể của nó đã thức tỉnh? Không thể nào, hắn không có một pháp đặc biệt nào của bản thể tông. Đồng thời vốn bản thể khi mà giác tỉnh cũng là không phải mức độ tiên thiên, làm sao tự giác tỉnh lần thứ hai được. Ngay khi hắn chuẩn bị tăng cường tinh thần lực thì một bóng người xuất hiện trước mặt Vũ Đào. Sau đó, người kia chỉ là trỏ ngón vô cùng là bẩn của mình vào mu bàn tay của Vũ Đào. Đúng vậy, lạ chí. Rõ ràng mọi người đều là trông thấy có một ngón tay đang chỉ đến có điều hơi thô, đồng thời nó cũng là trở lên hư ảo. Vũ Đào cố gắng tránh đi, nhưng hắn giật mình, phát hiện ra cho dù bản thân mình được sự trợ giúp từ tinh thần lực của Lãnh Nhai cũng là vô phương thoát được. Đùng một tiếng, ui xa, cánh tay của Vũ Đào nháy mắt bị đẩy ngược ra sau, cả người lùi về phía sau hai bước. Thậm chí là trên cánh tay cứng rắn quắn còn bị lực đẩy kia ấn lún vào, làm hắn đau đớn tái cả mặt. Cho dù là chưa phóng xuất ra vũ hồn, nhưng hắn là ai? Là thành viên của bản thể tông, cho nên cánh tay phải của hắn cũng là tương đương với vũ hồn rồi. Trong tình huống đã là có sự chuẩn bị mà vẫn là bị đối thủ đánh lui như vậy, đúng là vượt ngoài dự đoán của hắn. Lãnh Nhai ở bên cạnh cũng là thu hồi lại tinh thần lực của mình. Hắn nhìn về phía sau của Vũ Hạo với vẻ cảnh giác. Không biết từ bao giờ xuất hiện ra thêm một người lặng lẽ tách hai huynh đệ bọn họ ra. Lúc này Vũ Hạo cũng là nhanh chóng xoay người. Hắn vừa trông thấy người kia thì là ngẩn người, sau đó vui mừng nói: Huyền Lão, người đã trở về. Đúng vậy, người vừa xuất hiện bất ngờ tách hai người của bản thể tông ra, còn không phải là Huyền Lão, một trong các trưởng lão của học viện Sử Lãnh Khắc thì là còn ai nữa đây? Huyền Lão vẫn là dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, tay chân dính đầy dầu mỡ như là bình thường. Ánh mắt của lão lộ ra vẻ châm chọc. Lão nhìn hai gã người của bản thể tông bình thản rồi nói: Ăn vài con cá lớn của người cũng là phải trả chút tiền. Không ngờ học viện Sử Lãnh Khắc chúng ta cũng có ngày có loại chó mèo này đến đạp trên đầu trên cổ. Hai người các người cũng là thật can đảm, còn dám cướp người nữa không? Ngươi là ai? Lãnh Nhai trầm giọng lên tiếng. Hiển nhiên trong hai người ở đây, hắn là người có quyết nhất. Lấy hắn làm trung tâm, không khí xung quanh một thước đều là vặn vẹo kịch liệt. Càng khủng bố hơn là tất cả áp lực đó đều là ập xuống một mình Huyền Lão. Lúc này hắn còn chưa sử dụng ra đến vũ hồn mà đã mạnh đến mức này. Không biết khi hắn sử dụng ra toàn lực thì lực khống chế sẽ là mạnh đến mức nào đây? Huyền Lão hừ một tiếng rồi nói: Các ngươi là đời thứ hai, thứ ba của bản thể tông. Đừng nói là các ngươi, cho dù là lão quái vật của các ngươi cũng là không dám đứng gần lên mặt với lão phu đây. Vài sợi tóc vàng hoe hoe trên đầu của Lãnh Nhai kẽ là rung đưa, bầu không khí đang vặn vẹo thoáng chốc tan biến. Hắn giật mình nói: Lão là người của Hải Thần Các. Huyền Lão bình thản nói: Nếu các người biết ba chữ Hải Thần Các thì tốt nhất là cút nhanh đi. Ta lại mặt lão quái vật kia xem như là hôm nay chưa xảy ra chuyện gì. Các người đừng có màng cạn đường nữa, nếu không sau này lão quái vật ấy lại là bảo ta bắt nạt con nít. Cánh tay phải của Vũ Đào đau nhức vô cùng, hắn tức giận quát: Người nghĩ chỉ vài lời ấy đủ để lừa gạt huynh đệ bọn ta sao? Có giỏi cho bọn ta thấy thực lực của lão đi. Nói xong hắn lại lưng cánh tay phải của mình lên, cánh tay phải quán chợt phình to, tám cái hồn hoàn lẳng lẽ xuất hiện bên cạnh tay của hắn. Khiến cho người khác hoảng sợ chính là trong tám cái hồn hoàn kia, bốn cái đầu tiên đều là màu tím, bốn cái sau màu đen, bốn tím bốn đen, chẳng những là thực lực mạnh mẽ mà là độ pha trộn hồn hoàn cũng là hơn xa người thường. Huyền Lão cứ như là không thấy chuyện gì đang diễn ra. Khi cánh tay của Vũ Đào chụp đến thì lão mới là có phản ứng, nhưng không ai có thể thấy rõ suốt cuộc là lão đã làm gì. Cánh tay Vũ Đào dừng lại trên công chúng, cả người ngẩn ngơ đứng yên một chỗ, về mặt thì là kinh hãi tột cùng. Lúc này trong miệng hắn không biết từ bao giờ bị người ta nhét vào một cái đùi da, phần xương bị nhét tận xuống cuống họng của hắn. Nếu người kia dùng lực thêm một chút nữa, nhất định là cuống họng của hắn đã là bị đâm thủng rồi. Mà cái xương gà đấy không phải là do hắn há mồm rồi bị nhét vào, mà là bị người ta trực tiếp nhét vào mồm. Lúc này phần môi đã là bị thương, răng thì là bị đánh nát vụn. Ban nãy Lãnh Nhai muốn ra tay ứng cứu nhưng mà rốt cuộc là không kịp, vì Huyền Lão ra tay quá nhanh. Nếu Vũ Đào còn tiếp tục công kích thì có lẽ hắn sẽ là chạm vào vai của Huyền Lão, nhưng đồng thời cũng là bị khúc xương kia đâm chết. Cho nên lúc này hắn không dám cử động nữa, cứ đứng ngây ngốc một chỗ. Lãnh Nhai không còn chút nghi ngờ nào, hắn lắp bắp nói: Lão là Hải Thần Các Thảo Thiết. Huyền Lão lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái rồi lên tiếng ngắt lời: Cút, nói cho lão bất tử nhà các ngươi. Lão đây vẫn là còn ăn được, uống được, ngủ được, nói chuyện được, rất là khỏe mạnh. Đa tạ tiền bối đã hạ thủ lưu tình.
Lúc này lãnh nhai bỗng nhiên thay đổi 180 độ, dáng vẻ cực kỳ là cung kính cúi chào, sau đó nhanh chóng đỡ lấy Vũ Đào vỗ mạnh vào lưng hắn. Vũ Đào phun mạnh một cái, khúc xương đang mắc ở cuống họng hắn cũng là rớt ra, nhưng đồng thời những cây răng vừa bị đánh gãy cũng là rơi theo ra ngoài. Cả hai lập tức là xoay người bước đi, nháy mắt đã là rời khỏi Tinh Hoàng Đại Tiểu Điếm. Thì hai người bọn họ đi rồi, Vũ Hạo lại là mới vội vàng cùng kính nói: "Cảm ơn Huyền lão." Huyền lão khoát tay rồi nói: "Ngươi là một thành viên của học viện Sử Lai Khắc, ai dám làm người bị thương cũng chính là kẻ thù của học viện Sử Lai Khắc. Ngươi về trước đi, cố gắng tranh thủ thời gian tu luyện, không được lãng phí một chút xíu nào. Hôm thi đấu chung kết ta sẽ lại đến." "Vâng." Vũ Hạo mang theo tâm trạng ngạc nhiên rất là hứng phấn xoay người bước về phía cầu thang. Đúng vào lúc này, cả đoàn người của học viện Sử Lai Khắc kéo nhau từ trên lầu đi xuống. Mã Thiệt Đào dẫn đầu, bước đi nhẹ nhàng nhưng mà vừa đi vừa lớn tiếng nói: "Hai người kia đâu, ai dám mà bắt lạt đại đại của ta, ta đánh cho bà má nhìn không ra luôn." Tiêu Đào thì thật là bá đạo, có điều vừa nói đến lập tức là lính thinh vì cô đã trông thấy dáng người của Huyền lão. "Ơ, Huyền lão." Mã Tiểu Đào trộn thẻ lưỡi, cô biết rõ địa vị của Huyền lão ở học viện cao đến mức nào. Huyền lão cười nhạt một tiếng rồi nói: "Được rồi, các ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện này để lão phủ xử lý." "Ok baby." Mã Tiểu Đào lập tức làng kéo Vũ Hạo đi, thái độ y hệt như là gà mẹ bảo vệ gà con. Những người bên cạnh bàn nãy sau khi nghe thấy câu nói của cô chưa kịp tỉnh táo lại là đã bị hành động của cô dọa ngẩn người. Không những vậy, bọn họ đều là có những suy nghĩ rất là không trong sáng, đồng thời còn tò mò không biết hôm qua giúp cô là Mã Tiểu Đào và Vũ Hạo đã là xảy ra chuyện gì. Khi các học viện đều đi khỏi, Vương Ngôn kẽ nói: "Huyền lão, bản thể tông." Huyền lão trầm giọng ngắt lời: "Hơi phiền phức một chút, biết thế lần này đã là không cho thằng nhóc kia ra thi đấu. Lão quái vật của bản thể tông chẳng những là thực lực mạnh mẽ mà tính tình cũng là không kém chút nào. Chuyện này e là không dễ giải quyết, có điều chúng không dám tới dò xét lỡ đâu. Bây giờ ta lập tức là trở về học viện một chút, như vậy mới kịp trở về ở trận chung kết. Hy vọng lão quái vật kia ra tay chậm một chút." Lão già đó trước giờ chưa từng biết nói lý lẽ là gì, mà thằng nhóc Vũ Hạo còn có vốn bản thể, thế nào lão cũng là bù lù bù loa lên cho mà xem. Lão già đó hơn ta 30 tuổi, không hiểu sao đến giờ cũng là chưa chịu chết. Trận đấu này chưa xử lý cho tốt, tuyệt đối là không được để cho bất cứ đứa nào bị thương, hiểu chưa? "Vâng." Vương Ngôn cùng kính đáp. "Cái gì? Bản thể tống?" Mã Tiểu Đào kéo Vũ Hạo về phòng, đầu tiên thì là dĩ nhiên sẽ là hỏi lại tình hình vừa rồi. Vũ Hạo cũng là không chút xấu xiếm, trong phòng lúc này đều là người của học viện Slay khác. Khi nghe thấy ba chữ bản thể tống, Vương Đông, Tiêu Tiêu, Giang Lam Lam và thậm chí cả Hòa Thế Đào cũng là chỉ thoáng kinh ngạc, còn những người khác lại là hoảng sợ, ngay cả Mã Tiểu Đào cũng là không ngoại lệ. Vương Đông tò mò hỏi: "Bản thể tông đáng sợ vậy sao?" Mã Tiểu Đào gật đầu rồi nói: "Rất là đáng sợ, trên đại lục đấu la này không có mấy tổ chức có thể sánh ngang với học viện Slay khác chúng ta, một trong những số đó là học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư mà các người đã biết qua rồi đó. Bọn họ cũng là chính là đại diện cho thực lực tối cao của đế quốc Nhật Nguyệt. Các người hiện giờ đều là đệ tử hạch tâm, tương lai muốn tiến vào nội viện cũng là không phải quá khó khăn. Giờ ta nói trước cho các người biết cũng là không sao. Trong học viện Sử Lệnh Khác chúng ta có một nơi gọi là đảo Hải Thần. Trên đảo Hải Thần có một khu vực gọi là Hải Thần Các, đó là nơi sinh sống của các trưởng lão học viện Sử Lệnh Khác. Huyền lão chính là một trong số đó, đó cũng là bộ máy cao cấp nhất của học viện chúng ta. Cho dù là bốn vị viện trưởng, phó viện trưởng, khi vào đó cũng là phải ngồi ở vị trí sau cùng. Trên đại lục Đấu La có một câu nói rằng, tổng thể thực lực của cả đại lục là một thế kiểng ba chân. Trong đó một là Minh Đức Đường, trực thuộc Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, hai là Hải Thần Các của Học viện Sử Lai Khắc, và cái thứ ba chính là Bản Thể Tông. Các người có biết vì sao trước đây lại là thành lập Hải Thần Các hay không? Hơn 2000 năm trước, Bản Thể Tông đã từng xuất thế, tạo lên một trận phong ba. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta đứng mũi chịu sào nhưng mà kết quả chúng ta thua. Khi đó Học viện Sử Lai Khắc chúng ta cũng là có rất nhiều cao thủ nhưng thực lực của Bản Thể Tông tuyệt đối là không thể xem thường. Vì trận đấu này, học viện đã là phái lệnh triệu tập, kêu gọi các cường giả xuất thân từ học viện trở về, hơn nữa còn thành lập cả Hải Thần Các, nhờ thế mới đánh bại được Bản Thể Tông. Sau lần đó, bọn họ cũng là mài sạch ẩn tích. Vũ Hạo giật mình rồi nói: "Bản Thể Tông gây nguy hại cho đại đại lục như thế, không phải là cũng giống với Tà Hồn Sư hay sao? Vì sao giới Hồn Sư lại là không hợp sức tiêu diệt bọn họ?" Mã Tiểu Đào lắc đầu rồi nói: "Bản Thể Tông và Tà Hồn Sư không giống nhau, bọn họ vừa chính vừa tà, lúc nào cũng là làm việc theo sở thích. Thực tế thì bọn họ cũng đã làm không ít việc tốt cho đại lục, chẳng qua không đồn đại ra ngoài nên ít người biết đến mà thôi. Còn nói muốn tiêu diệt Bản Thể Tông ư? Đây căn bản là chuyện không thể. Nghe nói tông môn của bọn họ nằm ở nơi gọi là Thiên Khiếu, dễ thủ khó công. Nếu không có thực lực gần hơn gấp 3 lần bọn họ thì đừng mơ chiến thắng được. Mà trên đại lục này muốn tập hợp được một lực lượng gấp 3 lần bọn họ thì chẳng khác gì là đang lầm mơ. Vua Hạo không ngờ Bản Thể Tông lại là mạnh như vậy. Có cách trách bọn họ hoàn toàn là không sợ học viện Sử Lai Khắc." Mã Tiểu Đào nói tiếp:
Trong hồ sơ bí mật của học viện có viết rằng thật ra bình thường Bàn Thể Tông cũng là có xuất hiện trên đại lục, thậm chí là cách một khoảng thời gian sẽ là có người ra ngoài lịch lãm, chẳng qua không gây ồn ào, kéo theo thị phi mà thôi. Các người có biết trước đây bọn họ từng mang đến tai họa cho học viện là sự tình gì hay không? Để ta nói rõ cho các người hiểu biết thực lực của bọn họ khủng khiếp như thế nào. Lần đó có khoảng là 40 người của Bản Thể Tông đi vào tiến đấu lại xâm lâm, trước sau đã là liệt sát ít nhất là 7 con hồn thú 10 vạn năm, vì thế mới dẫn phát ra một trận thú triều. Cả đám hồn thú chạy ra khỏi tiến đấu lại xâm lâm, suýt chút lươn đã làm bách tính lâm vào cảnh lầm than. Lần đó tứ đại hùng thú của tiến đấu lại xâm lâm hợp lực tấn công, mục tiêu của chủ thú triều lại là thành sự lên khắc chúng ta. Sau trận này, sở dĩ chúng ta không đánh một trận sống chết với Bản Thể Tông cũng là vì trong khi diễn ra thú triều, bọn họ cũng là hợp lực ngăn cản. Cũng chính lúc đó, chúng ta phát hiện ra thực lực thật sự của bọn họ còn hơn cả học viện Sơn Lai Các chúng ta nữa. Thú triều lần đó, ước chừng là kéo dài khoảng một năm, mà đến khi học viện Sơn Lai Các ra lệnh triệu hồi được rất nhiều cường giả mới giải quyết được vấn đề. Sau trận thú triều, có rất ít 10 thôn trại cũng là bị diệt sạch. Cuối cùng thì Bản Thể Tông mới là ký một hiệp định với chúng ta. Đồng thời, tông chủ của bọn họ cam kết không vào thì đối lại xâm lâm liệt sát hồn thú 10 vạn năm nữa, mới miễn cưỡng giải quyết được tai họa. Có điều thì lần đó đúng là đám hồn thú bị chọc phát điên rồi. Suốt 500 năm sau, hồn sơ chúng ta mỗi lần vào tiền đoạn sơn lâm đều là cực kỳ nguy hiểm. Vũ Hạo tập trung lắng nghe, trong lòng thầm nghĩ, tứ đại hung thú, không ngờ trong tiền đoạn sơn lâm lại là chỉ tồn tại ít nhất là đến 4 hung thú. Sau đó có Thiên Mộng Băng Tằm đột nhiên vang lên. Chuyện này ta cũng biết, khi đó ta còn bị bọn chúng vây trong rừng rậm. Mấy hung thú mà cô ấy nhắc đến chính là bọn chết tiệt đã giảm giữ ta. Có điều bọn chúng không phải là người mạnh nhất tình đối lại xâm lâm, vì ta có nghe bọn chúng nhắc đến một người khá là khủng bố, còn đang ngủ say chưa tỉnh dậy. Bọn họ đều gọi người đó là Lão Đại. Tu vi của ta cũng là bị bọn chúng thông qua một phương pháp đặc biệt rút lấy một lửa truyền cho người gọi là Lão Đại kia. Cái tên kia rất là mạnh, ta đoán rất có thể là hồn thú mạnh nhất trên đại lục này, e chỉ là bá chủ bá vương của vùng biển mênh mông kia mới là có thể so được với nó. Dường như Băng Đế cũng là khá hứng thú với đề tài này, nàng nói: đúng, ta từng nghe Tuyết Đế nói, trên đại lục, nơi đáng sợ nhất là tinh đấu đại xâm lâm, bất kể thế nào ta cũng là không được vào nơi đấy. Nó nói ở đó không chỉ là có một người có thực lực áp chế được nó. Không chỉ một, Vũ Hạo bị mấy chữ kia dọa cho hoảng hồn. Theo đánh giá của Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Đế, vì gọi là Tuyết Đế kia có thực lực vô cùng là khủng bố, là một hồn thú có tu vi gần 50 vạn năm, vậy mà trong tinh đấu đại xâm lâm còn có hồn thú mạnh hơn cả cô ta sao? Lúc trước hắn chưa có hồn hoàn nào đã là dám một mình tiến vào tinh đấu đại sơn lâm, đúng là nghe con không sợ cọp mà. Mã Tiểu Đào nói: thực lực của Bản Thể Tông đúng là làm cho người ta phải đau đầu, nhưng sau sự kiện đó không phải chúng ta không muốn giải quyết bọn chúng, nhưng sau đó nghĩ lại bọn họ đã là muốn sự đối xử vậy thì là cũng chưa đến mức quá tà ác. Hơn nữa nếu chúng ta liều chết với bọn chúng thì là kết quả cũng là lưỡng bại câu thương. Khi đó đại lục Nhật Nguyệt chỉ là mới sát nhập vào chúng ta được hơn ngàn năm, bất lợi vẫn là còn nhiều lắm. Cho nên cuối cùng Hải Thần Các quyết định là thông qua hiệp nghị để giải quyết vấn đề với bọn họ.